Kính chào các bạn và quý vị, ngày hôm nay thứ sáu ngày 11 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đồng Tâm Đảng chơi sát ván, ba quân cướp đổi ba mạng dân. Vào sáng ngày 9 tháng 9 năm 2020, Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đề nghị mức án tử hình đối với ông Lê Đình Công và ông Lê Đình Chức với cáo buộc giết người. Con trai ông Công là Lê Đình Doanh bị đề nghị mức án chung thân. Đây là hình ảnh phiên tòa xử 29 người dân Đồng Tâm ở Hà Nội vào hôm 7 tháng 9 năm 2020 và không một thân nhân nào được tham dự buổi xử án, trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam luôn nói đây là phiên tòa xử công khai. Các mức án bị Viện Kiểm sát đề nghị khác của ông Bùi Viết Hiểu và Nguyễn Quốc Tiến từ 16 đến 18 năm tù, ông Nguyễn Văn Tiền từ 14 đến 16 năm tù với cùng cáo buộc tội danh như trên. 19 người được đề nghị đổi tội danh truy tố từ giết người sang chống người thi hành công vụ. Trong số này, mức án đề nghị thấp nhất là từ 18 đến 26 tháng tù cho hưởng án treo, mức cao nhất từ 6 đến 7 năm tù. Có 4 người bị đề nghị mức án từ 15 đến 18 tháng tù cho hưởng án treo gồm các ông bà Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến, Nguyễn Thị Dung, Trần Thị Phượng. Theo tường thuật của truyền thông trong nước, trong 3 ngày diễn ra phiên tòa, các ông Lê Đình Công và Bùi Viết Hiểu không nhận tội, nhưng Viện Kiểm sát lại nhận định đây là hành vi quanh co chối tội. Còn theo tường thuật của luật sư Đặng Đình Mạnh, người bào chữa cho các bị cáo, thái độ của hai ông Lê Đình Công và Lê Đình Chức khi nghe đề nghị tử hình là hết sức bình thản. Ngày 9 tháng 9 năm 2020, trên trang Facebook cá nhân, luật sư Mạnh cũng tiết lộ một chi tiết bất ngờ xảy ra vào cuối giờ xử ngày thứ Hai, 8 tháng 9 trong vụ án Đồng Tâm, đó là các bị cáo đồng loạt khẳng định mình bị tra tấn trong giai đoạn điều tra. Khi luật sư Mạnh tranh thủ được một cơ hội hiếm hoi để quay xuống đặt câu hỏi chung với tất cả 29 bị cáo là nếu những ai có bị tra tấn trong giai đoạn điều tra thì ngồi yên, nếu những ai không bị tra tấn trong giai đoạn điều tra thì vui lòng giơ tay. Và kết quả được vị luật sư miêu tả 1, 2 rồi 10 cánh tay giơ lên, nhưng vẫn có đến 19 cánh tay còn lại vẫn giữ xuôi theo người. Có lẽ họ có nhiều điều muốn nói hơn là giơ cái tay lên. Như vậy có 19 người thừa nhận họ bị tra tấn trong giai đoạn điều tra. Theo bản ghi chép về phiên tòa Đồng Tâm ngày thứ Hai được luật sư Ngô Anh Tuấn công bố vào tối ngày 8 tháng 9 năm 2020 cho thấy, ông Lê Đình Công khai trong giai đoạn điều tra ông bị đánh hàng ngày bằng rủi cui cao su. Khi luật sư Mạnh hỏi về việc có hay không cơ quan điều tra bức cung nhục hình, ông Công trả lời, bị đánh 10 ngày như một, ông Phạm Việt Anh đã dùng rủi cui cao su đánh. Vào ngày 9 tháng 9 năm 2020, luật sư Lê Văn Hòa là người bào chữa bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho 4 bị cáo Lê Đình Công, Lê Đình Chức, Lê Đình Uy, Trần Thị La đã công bố bản luận cứ bào chữa cho 4 bị cáo. Đây là hình ảnh hai luật sư Đặng Đình Mạnh và Ngô Anh Tuấn đi xét nghiệm hiện trường miệng hố ở nhà cụ Lê Đình Kình một tháng sau khi diễn ra sự đụng độ của người dân làng Hoành, Đồng Tâm, rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Theo đó, ông Hòa không khẳng định hay bác bỏ hành vi của 4 bị cáo mà ông bảo vệ có cấu thành tội giết người hay không. Bởi theo ông, với các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án do cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Hà Nội thu thập, cũng như quá trình truy tố xét xử là chưa đảm bảo tính khách quan. Ông khẳng định, nếu chỉ dựa trên các nguồn chứng cứ này để kết tội họ, thì tôi e rằng hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng, khó mà khắc phục. Và tôi dự cảm rằng hình phạt mà cơ quan truy tố tặng cho các bị cáo sẽ vô cùng nặng nề. Nếu hội đồng xét xử chỉ căn cứ vào đề xuất của Viện Kiểm sát Hà Nội để ra bản án thì oan sai khó mà tránh khỏi. Luật sư Mạnh cũng nhận định với đài BBC tại London rằng chưa thừa nhận vấn đề các bị cáo có tội hay không, nhưng các luật sư nhìn nhận rằng hồ sơ vụ án có rất nhiều thiếu sót. Chẳng hạn như vấn đề triệu tập người tham gia tố tụng, tòa không triệu tập công an thành phố Hà Nội và nhiều cá nhân, tổ chức khác. Phía cơ quan điều tra cũng không tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ án. Và với một hồ sơ như vậy, việc kết tội bất kỳ ai trong số các bị cáo cũng có thể dẫn đến oan sai, từ không có tội trở thành có tội hoặc từ tội nhẹ thành tội nặng. Trong điều kiện đó, bất kỳ đề xuất về hình phạt nào, ở mức độ nào, với bất kỳ bị cáo nào, đặc biệt là đối với bị cáo Lê Đình Công và Lê Đình Chức thì đều là không thỏa đáng. Do đó, các luật sư đã thống nhất kiến nghị tòa chuyển trả hồ sơ về cho cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra lại, bổ sung những thiếu sót. Trước việc Viện Kiểm sát đề nghị án tử hình đối với hai người con trai của cụ Lê Đình Kình, dư luận cho rằng công an chết ba nên tòa đòi gia đình cụ Kình cũng phải chết ba. Đây là hình ảnh gia đình bốn thế hệ nhà cụ Lê Đình Kình trước khi xảy ra thảm sát Đồng Tâm vào ngày 9 tháng 1 năm 2020.
người dân đã thực sự phẫn nộ trước đề nghị này của Viện Kiểm sát. Facebook Trịnh Kim Tiến đã viết như sau: tử hình hai đời, tận diệt tam đại một gia đình đảng viên kỳ cựu, đàn áp mọi ý chí phản kháng giữ đất của người dân. Bản án chính thức thông qua cũng là lúc người dân hiểu rằng sống dưới chế độ này bất cứ lúc nào cũng có thể mất hết hoặc chết. Đương nhiên, khi người ta đã chọn cái chết để đòi lại lẽ công bình thì sẽ không thể chỉ có hai hay ba cái chết không rõ ràng trong bóng tối. Sẽ có hàng loạt những cái chết được báo trước dành cho những kẻ đi cướp ngay trong tương lai. Thuốc súng sẽ chính thức được giao vào tay người dân bởi luật của cường quyền. Quả mìn trong tay của kình chưa kịp nổ trong đêm, theo trí tưởng tượng phong phú của những nhà hành pháp, sẽ được kích nổ trong những ngày sắp tới trên khắp đất nước này. Trước chính sách đất đai đầy bất công và sự gian tham không giới hạn của những kẻ nắm quyền lực. Còn tài khoản Facebook của tên Nguyễn Đạt An thì viết như sau: đề nghị tử hình ư? Tà quyền này lại tiếp tục dấn bước vào tuyệt lộ như ba cái xác bị rơi xuống hố kia mà thôi. Còn Facebooker Xuân Sơn Võ thì bày tỏ sự chia sẻ với gia đình cụ Kình và người dân Đồng Tâm và viết rằng: cụ Kình thì đã bị giết chết, các con cụ thì bị đề nghị tử hình, cháu thì chung thân, ở tòa Việt Nam thì biết đề nghị nghĩa là sao rồi. Ai đã giết cụ Kình, một đảng viên 54 tuổi đảng? Ai đã đẩy gia đình cụ Kình, một gia đình nông dân chỉ muốn bảo vệ đất đai cho dân làng đến nông nỗi này? Với tôi, cụ Kình, con cháu cụ và dân làng Đồng Tâm vô tội. Họ chỉ thực hiện các biện pháp để tự vệ theo đúng mức hiểu biết của họ. Kẻ đáng lên án, đáng bị tiêu diệt chính là những kẻ đã dùng cường quyền để đẩy họ vào cái thế bắt buộc phải chống trả, bắt buộc phải phạm luật. Nhưng tôi tin là nhất định sẽ có những thay đổi lớn. Không có sự dối trá, lừa lọc nào mà không bị phanh phui. Không có sự tàn bạo nào mà không bị thiêu rụi. Và không có bạo chúa nào mà không bị đạp xuống bùn đen. Cho dù tôi có viết hay không viết, thì cụ Kình, các con, các cháu cụ Kình, các thành viên của gia đình cụ Kình và những người dân Đồng Tâm vẫn mãi là hình ảnh trong một thời kỳ đau thương lịch sử dân tộc Việt Nam. Còn Facebook Liên Hương thì nhận định như sau: thời kỳ quỷ cạp đất, thời đen tối, đau thương của lịch sử dân tộc. Đây là hình ảnh bị cáo Bùi Viết Hiểu trong phiên tòa xét xử. Bà cũng lên án những hành vi của tòa án và gọi đó là đặc sản của chế độ với ba lập luận. Thứ nhất, tòa dùng các clip nhận tội không có trong hồ sơ vụ án để xét hỏi các bị cáo. Thứ hai, tòa cho trình chiếu phim của đài truyền hình, trong khi đài truyền hình không có mặt ở Đồng Tâm, không ghi hình trận càn và giết cụ Kình. Thứ ba, cụ Bùi Viết Hiểu phản bác video hình ảnh bị cắt ghép rất nhiều. Cụ thể là video này đã lấy sự kiện Công an Hà Nội giải phóng con tin tại nhà văn hóa xã vào ngày 19 tháng 4 năm 2017 để ghép cho sự kiện ngày 9 tháng 1 năm 2020. Hơn nữa, clip nhận tội trong trại tạm giam khi bữa bức cung phải nói đúng như những gì cảnh sát điều tra sắp xếp đã bị xóa phông. Bà kết luận là tòa không áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội mà lại dùng các hình ảnh xuyên tạc nhằm kết tội tử hình cho công dân. Còn tài khoản Facebook Anh Đỗ cũng bình luận như sau: mà tôi thì không tâm phục vì ba cái chết của ba người công an vẫn chưa được làm rõ. Cả ba không thể rơi vào cùng cái hố một lúc. Cáo trạng cũng không nêu rõ ba người này chết như thế nào. Mô tả hành vi của bị cáo, chức và danh trên cáo trạng hoàn toàn gượng ép và phản khoa học. Các bị cáo khi ra tòa cũng đã phản đối cáo trạng này vì viết sai. Video phía công an quay cũng không đúng như cáo trạng. Người chết đã chết và muốn an ủi linh hồn của họ thì phải công tâm điều tra, không thể đổ tội lên đầu người khác kiểu trả thù hèn hạ như thế được. Đất nước của 94 triệu dân không phải của riêng các vị. Còn tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu cũng nhận định như sau: không thể để có thêm án mạng ở Đồng Tâm, bởi bất cứ có thêm một án mạng nào ở phiên tòa về Đồng Tâm đang xét xử hiện thời thì sẽ chỉ gây thêm thủ án, gây thêm chia rẽ trong dân, gây thêm đau khổ cho người dân Đồng Tâm, càng làm suy yếu lòng tin của dân và chính quyền. Đây là điều chắc chắn. Đây là hình ảnh cụ Lê Đình Kình về nhà trong niềm vui của người Đồng Tâm vào ngày 2 tháng 5 năm 2017. Tiến sĩ toán học này phân tích tiếp như sau: việc dẫn đến cái chết bi thương của ba chiến sĩ cảnh sát và cụ Lê Đình Kình xuất phát trực tiếp từ sai lầm đưa 2.000 cảnh sát đến Đồng Tâm vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Nếu không có chiến dịch đưa 2.000 cảnh sát đến Đồng Tâm rạng sáng ngày 9 tháng 1 thì đã không xảy ra án mạng. Và để xảy ra án mạng ở Đồng Tâm hôm 9 tháng 1 năm 2020 là lỗi do người xử lý. Tội của những người dân Đồng Tâm hôm 9 tháng 1 năm 2020 là tội sinh ra từ hệ quả của việc đưa 2.000 cảnh sát về Đồng Tâm. Trị tội thì trước hết phải trị tội nguyên nhân, không chỉ xét tội xử tội hệ quả mà không xét xử tội nguyên nhân. Ông Chu nói thêm,
Người chết thì đã chết rồi, không sống lại được. Giết thêm mạng người là thêm tội lỗi. Nếu cố tình giết các con cụ Kình thì người đã giết cụ Kình có thể thoát chết được chăng? Oan oan tương báo đến bao giờ mới kết thúc? Điều quan trọng nhất là làm lành vết thương. Bởi vậy mới cần đến công lý, mới cần đến tầm nhìn xa, vượt lên trên sự toan tính, thắng thua cục bộ. Bởi vậy mà tiến sĩ toán học Chu đã lên tiếng kêu gọi Bộ Chính trị và lãnh đạo nhà nước vào cuộc để vụ án Đồng Tâm được xét xử công bằng. Đây là con đường duy nhất để giảm thiểu tối đa hận thù và chia rẽ trong xã hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay thứ 6 ngày 11 tháng 9 năm 2020 với bản tin Đồng Tâm, Đảng chơi sát ván, ba quân cướp đổi ba mạng dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.